Rồi, hello Thảo nha, đây là khai của Thảo. Rồi, mình tập trung mình coi cái cột này thôi ha, mấy cái kia không quan trọng. Rồi, thì bây giờ là đầu tiên cái cột này muốn chuyển qua, đầu tiên mình nghĩ đến là gì? Mình nghĩ đến cái gym đúng không? Mình nghĩ đến cái gym. Ok, gym. Gym thằng này gym đầu trên đuôi. Đó. Này mình thấy nó có khoảng trắng này. Đúng không? Cái khoảng trắng là gym. À, mình gym. Gym xong rồi mình biết gym thành công hay không á, mình copy cái này rồi mình dán vào đây, mình dán dạng số value. Bấm vô. À đủ. Mà vẫn còn cái khoảng trắng. Như vậy cái lệnh gym của mình không tác dụng ha. Lệnh gym của mình không tác dụng, tức là cái khoảng trắng này không phải là một khoảng trắng mà nó là một khoảng sọc lon nào đó. Rồi bây giờ mình copy câu này ha. Rồi bây giờ cậu vào cho tớ một cái gọi trang web là Hexit. Tức là à quên, khoan đã. Copy cái này ha. Rồi có thể dán vào một, thường thường là mình dùng cái Notepad 19 Notepad cộng cộng á. Notepad cộng cộng á. Mình dán cái cột này vô đây. Đó, mình dán cái cột này vô đây. Mình thường là mình dùng cái là Notepad cộng cộng này. Đó, thì nó sẽ view cho mình là cái tab cái show symbol sau all cho nó tờ này. Nó sẽ hiển thị những cái xuống dòng và cái gì. Đó. Chỗ này mình thấy rõ ràng à. Nó khoảng trắng này, space này thì nó là cái chấm nhỏ nhỏ này, còn cái chỗ này là không phải space, nó một cái gì đó. Ok, mình sao cái file này lại nha, mình sao cái file này lại dưới dạng cái dạng file text. Xong lúc đầu cậu up lên cho tới một cái trang web thế này, exit. Thì khi cậu up cái file cái new text của mình lên á, thì nó sẽ hiển thị cái này dưới dạng là số nhị phân binary hoặc là số hex. Đó. Thì mình thấy à đây cái số tiền của mình như này đúng không, rồi sau đuôi nó là khoảng trắng nè đúng không đó, nhưng vấn đề chỗ này là gì đó, cái khoảng khoảng trắng thực tế mình nhìn thấy ở chữ TA nè, rồi những cái số khác có TA nè kéo má cái gì, cái TA là con què gì không biết đúng không. Thì bây giờ là sao, mình phải remove. Bây giờ mình bấm vô cái chỗ này nè, cái chỗ chữ T này. Chữ T này là số nguyên là 194 ha. Chứ A phẩy này là 160. Thì mình không biết trong hai chữ này mình nên xóa chữ nào, mình thử nhé. Thì bây giờ mình có lấy cột này là cố định, bây giờ mình có cái hàm ha. Rồi ok, cái hàm này đây. Hàm subtitle thay thay cái thằng F10 này. Đó. Đó, thay cái thằng F10 này thì cái chữ mà mình cần thay á là mình không biết nó là cái gì hết. Mình sẽ nhập cái tra này tức là 160. Tại sao 160? Thì tại vì trong cái này nè, trong cái hex này, cái mã của cái khoảng trắng mình nhìn thấy á. Đó, đây là chỗ chữ T này là 194. Với lại chữ A này là 160. Đó. Thì mình thử thay, thử remove 160, remove 194. Đó. Thấy không? Tại vì thường thường trong này nó hơi hơi tin học một xíu, tại vì cái chữ này là little endian, có nghĩa là nó ngược lại. Nếu một cái một cặp chữ có thể hiện khoảng trắng ở đây thì cái này đứng trước và cái này đứng sau, cậu cứ hiểu vậy thôi. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà bị những file khác thì cậu cứ mở ra, cậu test thử tất cả những trường hợp, tất cả những cái chấm này nè, một hai đó, thường nếu ba bốn thì nó bấm tiếp, nhưng mà một trường hợp này là mình sẽ bấm vô để coi cái số nguyên của nó. Rồi subtitle là thay thế hàng F10 này với là thay tìm những cái chữ mà nó định danh bởi con số 160 này. Thay thì cái chữ này cậu phải hiểu thế này nè. Ví dụ mà bây giờ tra nha. Tra ví dụ như là 41 đi. Thì như là nó là sẽ là chữ A. Dấu ngoặc. Tra của 23 là dấu gì đó, cha của 65 đi, 65 là như chữ A đó, 65 là chữ A nè đó. Ví dụ cha của 66 là gì đó, chữ B đó, thấy không? Tức là cha này là mình không biết là cái gì hết, nó thể hiện bằng một khoảng trắng. Thì cái ôn cái tìm những cái ký tự được thể hiện bằng con số nhị phân, à con số thập phân là 160, tìm những con số này và thay thế nó bằng khoảng trắng. Đấy, đúng không? Thay thế bằng trắng. Tương tự ở đây mình làm như vậy luôn, mình làm thay thế nó bằng 194. Mình thử thêm hai trường hợp nào được. Ok,
Sau khi mình thử rồi bắt đầu mình mới copy này path dạng value. Khi mà copy path dạng value thì thấy thằng này nó có cho phép mình convert to number này, đấy, convert to number luôn. Thằng này cũng vậy, path đây dạng value. Nhưng mà thằng này không có nhỉ, thằng này không có. Không được rồi, đấy. Rồi, tương tự mình sẽ kéo nguyên thằng này xuống dưới, tức là mình phải xử lý lẻ lẻ từng code đấy. Đấy, tương tự mình copy sau khi ấy xong rồi đúng không, mình copy khúc này đó, copy và dán nó vào đây và dạng như là value rồi chuyển thành convert to number, thì đây là cái số đã được convert, thấy không? Ok không, tuyệt vời không? Ok, bên đây tương tự. Bên đây không convert được thì kiểu gì bó tay là không convert được. Ở chỗ này mình thử sửa con số bất kỳ thôi, ví dụ mình thay số chữ A thôi, 65 lại chữ A thôi. Đó, xem được không? Đó, rồi copy dán đấy. Không convert được luôn. Như vậy mình phải hiểu là đây cái con số quyết định ở đây là con số chữ T này, à nhầm, chữ A phẩy này là 160, là con số quyết định. Con số này là quyết định cho cái nguyên cái chữ này. Mình phải remove xong rồi mới đầu nó sẽ hỗ trợ mình convert thế này. Đó, cái mánh ha, cái file này không biết có copy ở đâu, thì nó có cái file này nó phức tạp. Ha, đó thì bắt đầu cậu làm tiếp tục những cái cột tiếp theo ha. Cái keyword ở đây là thay thế cái cụm từ này, tìm những cái cụm, tại vì nó không hiển thị được, nó không phải tất cả những từ nào nó cũng hiển thị được. Có 255 ký tự, nhưng mà bảng chữ cái của mình chỉ có 24 ký tự nhân đôi lên là 48 ký tự thôi, cho nên là có những ký tự không hiển thị được. Mình phải hiện, mình phải bắt nó hiểu bằng cách là nhập cái con số này vô đó, thay thế con số đó rồi convert qua text, convert qua number ha. Thì việc tìm thay thế đó thì mình phải, đầu tiên là mình phải copy ra một file text, rồi từ file text đó mình phân tích nó. Đó, ok ha, rồi chào bạn.